Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ trao đổi về lệnh các lệnh tô ở trong Corel. Các bạn thắc mắc vào hôm trước, ngay cái buổi đầu chúng ta đã nói chuyện về tô rồi, nhưng mà tô đấy nó mới chỉ là một phần thôi, và chúng ta mới chỉ làm quen tới cái góc độ là tô solid, tức là một màu duy nhất đấy. Thì nhưng mà Corel thì nó cũng có rất là nhiều kiểu tô, cũng tương tự như là ở trong Photoshop ấy, nó cũng có tô solid này, nó cũng có tô gradient này, nó cũng có tô theo dạng pattern, vân vân. Thì chúng ta sẽ làm quen các cái phép tô như vậy ở trong Corel. Thì bây giờ trước hết là chúng ta cần phải có một đối tượng đã. Đây, tôi có một đối tượng chỉ có đường viền chưa có bề mặt, và bây giờ chúng ta bắt đầu tô. Thế thì ở cái phiên bản 7 này thì nó có một vài điểm nó hơi khác so với lại cái các phiên bản cũ. Đó là nó không đưa ra cái công cụ tô thành ra một cái phần rời, mà nó đưa luôn vào trong cái nhóm này. Nó gọi là công cụ Interactive Fill Tool. Đấy. Vì sao? Thì tôi lý giải một tí. Trước đây thì Corel nó tô theo một cái cách nó không được tiện lợi cho lắm. Đó là gì? Sau khi mà các bạn thiết lập các tham số xong, các bạn không nhìn thấy, tức là ví dụ như là các bạn nhìn cái đối tượng này nhé, các bạn sẽ không thấy real time cái đối tượng đó nó thay đổi như thế nào khi mà các bạn chọn lựa các cái tham số ở trong cái hộp thoại tô. Nghĩa là chỉ khi nào tôi ok rồi thì nhấn nút ok rồi thì lúc đó tôi mới nhìn thấy cái sự thay đổi màu mè nó được điền, nó được tô vào trong cái đối tượng như thế nào đấy. Thì cái phương pháp làm đó thì nó sẽ rất là bất tiện. Tôi không hình dung trước được là màu nó sẽ tô vào như thế nào trên đối tượng của tôi cả. Thế là các phiên bản sau thì nó đưa ra thêm một cái hỗ trợ là Interactive Fill Tool, có nghĩa là tương tác ngay lập tức, thời gian thực. Có nghĩa là khi mà tôi bắt đầu chọn một cái gì đó thì tôi sẽ nhìn được cái đối tượng nó thay đổi như thế nào luôn. Thế và các cái cách làm như thế thì nó vẫn tồn tại song song cho tới phiên bản X6 thì nó vẫn cứ tồn tại như thế. Nhưng sang đến X7 thì nó bỏ luôn cái công cụ tô riêng đi, mà nó chỉ để lại công cụ Interactive để cho chúng ta tô một cái là chúng ta thấy ngay. Đấy, nó cắt bỏ công cụ đi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem là nó cung cấp cho chúng ta những phương pháp tô như thế nào nhé. Đây các bạn quan sát nhìn lên phía trên này, thì chúng ta có một số cái này. No Fill thì cái này tương ứng với cái lệnh X chéo ở đây rồi, đúng không? Là hủy màu tô này. Cái thứ hai là cái Uniform Fill. Ở Corel thì nó gọi là Uniform. Đấy. Còn một số các chương trình khác thì nó gọi là solid. Đấy. Nó tương đương với nhau cả thôi. Thế bây giờ tôi chọn này. Mặc định lúc đầu tiên thì rõ ràng là không tô, giống như là cái chúng ta đã trao đổi ngay từ đầu. Thế còn bắt đầu tô này thì bấm vào đây. Thì mặc định nó sẽ là tô cho các bạn là màu đen. Còn các bạn không muốn tô màu đen thì các bạn sổ cái danh sách này ra, các bạn chọn theo các phương pháp sau. Một là tô theo giá trị màu theo kiểu in. Thì cái tài liệu của chúng ta mở ra thì chúng ta đã xác nhận ngay từ đầu là cái tài liệu này là in offset rồi, cho nên nó mặc định luôn cho chúng ta là hệ màu CMYK. Và để điền một cái màu vào đây thì chúng ta sẽ nhập các tham số chính xác. Cái này thì tôi cũng xin nhắc lại là các bạn lưu ý giúp tôi là mặc dù chúng ta có thể điền bất kỳ một tham số nào vào đây và nó cũng sẽ thể hiện tốt ở trên màn hình, nhưng nếu như các bạn thiết kế để in offset thì hãy nhớ giúp tôi một cái quy tắc như thế này, đó là quy tắc làm tròn. Các bạn sẽ không để các tham số theo các cái con số tùy nghi, mà hãy cố gắng làm tròn nó về các cái con số là 0 và 5. Đấy. Ví dụ nếu mà đã là 7 hay 8 thì các bạn hãy làm tròn cho tôi lên thành 10 đó. Ví dụ 2, 3 thì chúng ta có thể 2 chẳng hạn, tôi có thể làm tròn xuống thành 0. 3, 4 của tôi có thể đẩy nó lên thành 5. Có nghĩa là các con số của chúng ta chỉ có các hệ theo kiểu 5, 10, 15, 20 thôi. Đấy. Tất nhiên sự thay đổi một vài phần trăm nó cũng sẽ làm cho màu chúng ta thay đổi chứ không phải là không. Nhưng mắt người thì thực ra không tinh đến mức độ mà
lệch một vài phần trăm mà chúng ta phát hiện ra đâu. Cho nên là người ta thường là người ta sẽ cố gắng làm tròn cái đơn giản cho cả người thiết kế lẫn cái người mà làm việc kiểm soát in ở nhà in. Do đó thì chúng ta sẽ điền các tham số vào, cố gắng làm tròn nó theo tham số đó. Đây ví dụ tôi cần màu đỏ cờ chẳng hạn. Màu đỏ cờ tham số là bao nhiêu? Tham số là 0, 100, 100, 0, có nghĩa là 100% đỏ này, 100% vàng này, và xanh là 0, đen là 0. Đấy, ví dụ như thế. Đấy là cách để mà chúng ta tô một màu vào trong cái đối tượng của chúng ta. Thế còn cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là các bạn có thể lấy mẫu màu. Đây, lấy mẫu màu là như thế nào? Dùng cái này. Đó. Tôi có một màu bất kỳ nào đó. Tôi có một màu bất kỳ nào đó. Ví dụ tôi tô một cái màu này, sau đó tôi giữ control, tôi pha, tôi trộn một vài cái màu khác vào. Bây giờ tôi cũng chả biết nó là màu tỷ số bao nhiêu. Tôi có thể chọn một đối tượng này, chọn cái cách tô solid này, đúng không? Sổ danh sách này ra và tôi chọn cái phương pháp là color airdrop này, bấm vào đây và tôi kích vào đây là tôi lấy được màu sang. Thế là xong, vậy là tôi cũng giải quyết xong được một cái cách tô màu là bằng cách nhại màu từ đối tượng mẫu khác. Đó. Tiếp tục tôi lại có cách thứ ba, đó là gì ạ? Show color viewer, bấm vào đây nó sẽ cho tôi một cái hộp màu như này, bằng cách là di dịch, bấm vào khoảng màu mà tôi cần và trượt cái con trượt cái này để dịch sang các cái khu vực màu khác thì tôi cũng có thể lấy được màu. Tuy nhiên cái cách này thì là gợi ý để lấy màu nhanh, nhưng nếu như mà chúng ta làm thì chúng ta cũng cố gắng là làm sao đây, điều chỉnh một tí. Ví dụ 38 này tôi cho thành 40 quá đi, và cái thằng này 86 thì tôi lùi xuống thành 85, ví dụ như thế, là để chúng ta làm tròn số luôn. Đấy. Thế còn là cái phương pháp nữa là gì đấy ạ? Bảng màu cho sẵn, color palette, thì lúc này các bạn thấy có màu rồi và bây giờ các bạn chỉ việc là chọn lấy một màu, bấm vào nó là xong. Vậy là các bạn có thể lấy được cái mẫu màu, và những cái màu này thì nó thuộc dạng gọi là màu tương đối chuẩn rồi. Đấy, các bạn có thể lấy luôn những cái màu chuẩn này, các bạn tô cho đối tượng là xong. Như vậy là chúng ta có mấy cái phương pháp khác nhau đấy, để chúng ta tô theo cái kiểu là tô solid, hoặc là chúng ta gọi ở đây là gì đấy, uniform. Bây giờ chúng ta nói tới phương pháp thứ hai, cái kiểu tô thứ hai. Kiểu tô thứ hai ở trong này thì chúng ta sẽ có kiểu tô là tô chuyển. Ở trong họ nhà Adobe thì nó gọi là gradient fill, còn ở trong Corel nó gọi bằng một cái từ khác là fountain fill. Fountain fill thì đây, tôi sẽ bấm vào đây thì chúng ta sẽ có cái phương pháp tô màu, nó thể hiện ngay lập tức ở trên này. Lưu ý chúng ta có hai cái sự khác biệt như sau. Nếu như cái đối tượng của bạn mà chưa hề có màu mè gì cả mà chúng ta ra lệnh tô bằng cái phương pháp fountain fill này thì mặc nhiên nó sẽ ưu tiên hai màu, đó là màu đen và trắng. Còn nếu như mà bây giờ tôi lại có một cái hình mà đã có màu rồi thì sao? Nếu mà một hình đã có một màu sẵn rồi, solid rồi, thì bây giờ nếu chúng ta chuyển sang kiểu tô này thì nó sẽ giữ cái màu đó và nó trộn với màu trắng. Đấy. Thế bây giờ chúng ta can thiệp vào đây bằng cách như thế nào? Thì chúng ta cùng nhau xem nhé. Sau khi mà tôi tô thì các bạn sẽ thấy là ở trên cái hình này của tôi nó xuất hiện mấy cái như thế này. Một điểm điều khiển màu, hai điểm điều khiển màu, đấy chính là hai màu đang được tô cho đối tượng. Tôi có một cái điểm giữa này là cái điểm để tôi điều tiết giữa hai màu này, màu nào được ưu tiên nhiều, màu nào được ưu tiên ít. Tôi có thể bấm trực quan vào đây để tôi kéo cái này. Khi tôi kéo cái này thì tôi sẽ tạo ra sự ưu tiên cho một màu và giảm bớt màu kia. Ví dụ tôi kéo về đầu xanh có nghĩa là tôi ưu tiên cho màu trắng nhiều hơn. Tôi kéo về đầu trắng có nghĩa là tôi ưu tiên cho màu xanh nhiều hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng thấy là hai cái điểm màu này nó nằm ở cái vị trí là nằm ở hai cạnh.
chúng ta có điều chỉnh được không? Tôi có thể điều chỉnh như thế này, tôi rút bớt cái khoảng này lại, rút bớt khoảng này lại thì từ đây cho đến đây là trắng nguyên, còn từ cái điểm này đổ đi nó mới bắt đầu là gì đây, bắt đầu hòa trộn vào với cái phần bên kia. Tương tự như thế, nếu tôi kéo cái này thì tôi có thể là thay đổi từ đây, từ cạnh này ra đến đây là màu xanh nguyên, từ điểm này đến điểm này mới bắt đầu là hòa trộn. Thì các bạn thấy rằng là những cái thao tác này của chúng ta nó hết sức là trực quan, kéo đến đâu là nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy cái sự thay đổi trên đối tượng ngay đến đấy. Chúng ta có làm được những cái gì nữa? Chúng ta có các biến thể như này. Đây các bạn lưu ý, linear là trộn theo đường thẳng, có nghĩa là đây là xanh này, cứ vạch xanh giảm dần sang trắng này, và vạch trắng này, vạch chuyển dần sang xanh. Kiểu thứ hai là gì đấy ạ? Elliptic. Này, elliptic thì nó sẽ xác định được đúng luôn tâm của đối tượng, và trong tâm của đối tượng nó sẽ đặt một màu, ở ngoài này nó sẽ đặt một màu. Tôi có thể là điều chỉnh cho các vòng màu này nó rộng hay hẹp bằng cách là điều chỉnh cái con trượt này. Tôi cũng có thể kéo rộng ra hoặc là thu hẹp cái này lại, điều chỉnh trực tiếp cho đối tượng luôn. Đấy, tôi có thể là dịch tâm, mặc dù là lúc đầu tiên là nó sẽ tự động nó xác định tâm tô vào đúng tâm đối tượng, nhưng nếu tôi không thích tôi có thể bấm bắt đầu tôi xoay nó đi, tức là xoay cái vị trí cái tâm phối trộn của hai cái màu này đi. Đấy, tôi dịch tới bất cứ chỗ nào tôi muốn, chứ không nhất thiết là lúc nào nó cũng nằm đúng tâm đối tượng. Còn mặc nhiên lúc đầu tiên là nó sẽ nằm trung tâm đối tượng. Tiếp nữa này, tôi có biến thể thứ ba, biến thể này là Konica. Đây, thì chúng ta sẽ có gì đây nhỉ? Chúng ta sẽ có hai, đây, chúng ta sẽ có hai màu. Và hai màu làm sao đây ạ? Nằm cạnh nhau, một bên là xanh và một bên là trắng. Nó sẽ chuyển với nhau theo từng múi tam giác như thế này. Bây giờ tôi điều chỉnh được cái gì? Đây, kéo cái này sẽ làm cho gì đây nhỉ? Trắng được ưu tiên này, tôi còn tôi kéo cái này thì tôi sẽ cho xanh được ưu tiên. Tiếp nữa thì tôi điều chỉnh được cái gì? Góc này. Đấy, kéo xiên này. Thế còn cái cuối cùng này, nó gọi là gì ạ? Rectangle. Nó sẽ cho phép chúng ta làm sao đây? Tô theo kiểu hình vuông. Cũng điều chỉnh cái con trượt này để chúng ta gia giảm sự phối trộn giữa các màu. Đấy, tôi có thể kéo lớn ra này, thu nhỏ lại này, kéo xiên này nếu thích. Tôi có thể dịch tâm đi vị trí nào đó con muốn. Thế bây giờ đấy là các cái option. Còn có đổi màu được không? Có thêm màu được không? Có làm được một số thứ khác không? Ok, đây chúng ta sẽ làm tiếp như thế này. Còn sẵn nhé. Ví dụ tôi đổi màu. Thế đây chúng ta sẽ làm như sau. Bấm vào cái điểm này, một trong hai điểm điều khiển màu. Bây giờ nó sẽ mở ngay ra cho tôi một cái hộp thoại nhỏ phía dưới này. Tôi bấm vào cái điểm này và tôi chọn lấy một màu mới. Lập tức màu mới được cập nhật. Như vậy là tôi đã thêm được một màu mới vào đây. Tôi muốn đổi cái màu này sang thành màu vàng chẳng hạn, thì tôi lại bấm vào điểm xanh này, sổ danh sách ra, chọn thì đây màu vàng. Đây, ok. Như vậy là tôi đã
phối trộn được giữa đỏ và vàng, tức là như thế là tôi có thể thay màu. Nhưng bây giờ chúng ta lại đặt ra thêm mấy yêu cầu nữa là gì? Tôi không thích hai màu, tôi thích 3 màu, 5 màu, 10 màu cơ. Thì thêm bớt như thế nào? Đây, phương pháp thêm bớt của chúng ta như sau. Các bạn muốn thêm một cái điểm điều khiển vào đâu? Thì trên cái giải nối giữa hai cái màu chính này, các bạn chỉ việc là đưa chảo chuột vào, tích vào đây một cái. Đấy, tích đúc một cái, lập tức nó sẽ cho các bạn một cái điểm điều khiển màu mới. Và cái màu này thì là ở đâu ra? Màu này thực ra là nó tính luôn đúng vị trí. Ví dụ từ vàng sang đến đỏ thì cái đoạn này là nó ngả cam bao nhiêu thì lập tức là nó sẽ tính luôn cái giá trị đúng ở trên cái chuỗi đó. Còn nếu các bạn mà thích màu khác thì lại làm sao đây? Sổ danh sách ra, các bạn chọn màu mới thì nó sẽ đưa màu mới vào. Thêm được bao nhiêu màu? Vô số. Thích bao nhiêu thì cứ nhấp nút vào đấy mà thêm. Đấy, cứ nhấp nút vào trên cái giải này, sau đó thì các bạn thêm cái màu các bạn muốn vào là xong. Đấy, đây là một số màu tôi mới thêm vào. Thế còn bỏ đi thì sao? Bỏ bớt đi thì cũng theo quy tắc đó là gì ạ? Nhấp nút vào đâu để thêm thì bây giờ cũng nhấp nút vào đấy để làm sao đây? Để trừ bớt đi. Đây, tôi muốn bỏ màu nào đi thì tôi chỉ việc nhấp nút vào cái màu đó là tôi xóa bỏ ra khỏi chuỗi. Như vậy là ta biết được thêm cái yêu cầu gì nhỉ? Đổi màu này, đúng không? Thêm màu này, bớt màu này. Và đặc biệt nữa là gì? Có thể điều khiển độ trong đục của một cái điểm điều khiển màu này. Trước đây thì Corel không có cái khái niệm này. Đấy, các bản về sau này bắt đầu nó mới hỗ trợ thêm cái tính năng gọi là can thiệp vào các giá trị trong đục luôn. Thì các bạn nhìn ở đây, các bạn sẽ thấy có một cái biểu tượng của cái ly. Đấy, và hiện tại con số này đang là 0, có nghĩa là đục. Và nếu như bây giờ tôi kéo cái giá trị này sang phía bên gì đấy ạ, sang phía bên phải, con số này càng tăng lên thì cái đoạn màu mà cái điểm điều khiển này nó phụ trách nó lại càng trong. Nếu mà chúng tôi kéo tới kịch kim là 100 thì sao? Nó sẽ trong suốt. Làm sao để biết được là trong suốt? Đây, bây giờ chúng ta đặt thử một cái hình gì đó vào bên dưới nhá. Tôi tô một cái hình lớn hơn đi. Và tôi cho nó màu ví dụ màu xanh lá cây chẳng hạn. Bây giờ cái hình này của tôi nó đang làm sao? Lấp lên trên hình kia. Đưa xuống dưới cùng là phím gì nhỉ? Mọi người còn nhớ không? Phím tắt là cái gì ạ? À, shift and down. Ok, shift and down. Ok, thấy chưa? Cái đoạn này là chúng ta thấy lộ ra màu xanh ở dưới. Lý do rất là đơn giản là vì làm sao ạ? Với cái điểm màu này, tôi đang cho nó cái hình cái ly này sang đến giá trị 100. 100 là trong suốt ở đây. Thế còn nếu mà bây giờ tôi kéo này, tôi kéo về 0 thì sao? Còn nhìn thấy màu xanh ở dưới không? Không thấy. Tại vì nó đặc rồi. Đấy, như vậy là chúng ta biết thêm các cái thao tác là để thêm bớt màu hoặc là điều khiển thay màu ở trong một cái chuỗi màu tô chuyển ở trong Corel. Ngoài ra chúng ta còn có cái gì nữa? Đây, chúng ta còn có một số các cái yêu cầu. Thực ra thì các bạn làm trực quan ở đây hay là sử dụng sự hỗ trợ ở trên thanh property đều giống nhau. Chọn màu này, bấm vào đây này, đổi màu này. Ví dụ đổi màu. Đấy, thì chúng ta có thể làm ở đây. Opacity hay là transparency, các bạn có thể làm trực quan ở đây hoặc là các bạn điền các tham số vào đây. Đó, ví dụ 50. Đấy, thì lúc này chúng ta lại thấy nó trong và nhìn thấy màu xanh ở dưới. Thế còn cái position, đấy thì cho phép chúng ta là tính toán là gì đây ạ? Cái đoạn chính xác của nó ở trên cái khoảng cách giữa hai cái màu này. Ở đây là gì? Ở đây là 0, còn ở đây là gì đây ạ? 100. Khoảng cách giữa hai cái chính này là từ 0 cho đến 100. Thế còn cái vị trí này nó sẽ là vị trí tương đối giữa hai cái 0 và 100 đó. Bây giờ nó đang là vị trí là 39%. Nếu như tôi muốn đặt nó nằm vào giữa thì tôi gõ thì lại 50%.
thì nó sẽ nằm cân bằng giữa hai cái màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Đấy là cái màu mà tôi vừa thêm vào. Tôi còn có thêm một cái lệnh là reverse fill. Reverse fill là bây giờ sao ạ? Đầu này đang là vàng, đầu này đang là đỏ, nếu tôi bấm vào đây thì nó sẽ làm sao đây? Nó đảo chiều của chuỗi tô, thì bây giờ đỏ lại chạy sang bên trái và vàng sang bên phải. Lệnh này nữa là gì đây? Arrangement. Thì chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn như thế này. Before fountain fill, đây là kiểu mẫu nguyên ban đầu. Repeat and mirror, thì chúng ta sẽ có một cái kiểu là một màu chui vào gì đấy ạ, chui vào nằm giữa, còn các còn cái màu kia thì nó sẽ nằm ở hai bên. Đây này, các bạn nhìn đây này. Nếu tôi thu nhỏ lại một chút thì các bạn sẽ thấy nó theo cái kiểu cân đối như này. Có nghĩa là màu vàng sẽ là màu gì đấy ạ, nằm giữa. Còn hai bên nó sẽ là hai màu xanh, hai bên nó sẽ là cái màu đỏ. Đây là cái kiểu mà chúng ta thấy là nó có ở trong Photoshop đúng không? À, nếu mà bạn nào đã làm qua cái Photoshop đấy rồi. Repeat này, nhắc lại này, thì đây nó sẽ nhắc lại đúng cái tuần tự đấy. Thế còn cái gốc ở ban đầu thì nó sẽ là gì đây? Từ trái qua phải là chỉ có một chiều thôi đấy. Không có nhắc lại gì cả. Smooth thì nó sẽ cho phép chúng ta là gì đấy, tạo ra các đoạn chuyển giữa các cái màu nó êm. Đấy là một vài cái mà chúng ta có thể là xem xét và chúng ta can thiệp vào trong các giá trị của cái này. Tiếp theo nữa, bây giờ chúng ta sẽ xem về các cái biến thể khác nhé. Ví dụ thằng tròn này, thực ra nó vẫn thế thôi, nó vẫn có đủ tất cả các option thế. Bây giờ bạn muốn thêm một cái điểm màu vào thì bạn lại nhấp nút vào đây, chọn cho tôi một cái màu mới. Đấy, nhấp nút vào. Ví dụ như này thì là chúng ta đã có thêm được các cái vòng tròn màu khác. Các cái dạng khác, ví dụ như là nón này, thì đây lúc này thì chúng ta có nhiều màu hơn ở trên cái nón này. Đấy, vuông này. Đấy, thì tất cả các option này dùng tương đối giống nhau. Tiếp nữa, bây giờ chúng ta sẽ xem xét tới một cái hình thức tô tiếp theo. Đó là mẫu tô pattern. Pattern là gì? Pattern là chúng ta có một mẫu tô và nó cứ được lặp đi lặp lại theo cái kiểu của viên gạch. Đó. Chúng ta chọn. Sau đó thì chúng ta có thể là sổ danh sách này ra. Các bạn sẽ có danh sách rất là nhiều thứ như thế này. Tuy nhiên là cái điểm này là cái điểm hơi khó chịu của cái thằng Corel X7 này so với các phiên bản lùi về trước. Nó cung cấp cho các bạn rất ít thứ các bạn có thể làm ngay ở trên Corel, mà nó lại yêu cầu là những cái mẫu này là những mẫu được cung cấp online. Có nghĩa là để mà làm được cái điều này, chọn được bất cứ cái gì các bạn muốn và áp dụng nó, thì thực ra các bạn sẽ phải được yêu cầu là gì đấy ạ? Sign in, log in vào cái tư cách người dùng, và tất nhiên là phải có đăng ký và có kiểm tra của thằng Corel để nó xác nhận, và sau đó nó mới cho phép bạn tải và đưa cái mẫu đó về dùng offline. Đây, nếu mà tôi cố gắng tôi nhấp nút tôi chọn một cái nào đó thì nó lại yêu cầu gì đấy ạ? Nó đưa ra cái thông báo là bạn vẫn chưa log in vào trong cái tài khoản này. Đấy, và bây giờ xác nhận lại cho tôi là cái tài khoản của bạn đang là tài khoản dạng gì? Standard hay là premium hay là community content. Đấy, mình sẽ phải làm một số các thao tác như thế thì nó mới hỗ trợ để lấy được đầy đủ hết tất cả các mẫu. Còn nếu không thì nó sẽ cho chúng ta rất là ít thôi. Đấy, rất ít các cái thứ mà chúng ta có thể dùng được ngay.
Ví dụ đây, personal chúng ta có một số cái chúng ta có thể dùng luôn này. Ví dụ đây. Khi mà chúng ta có cái này thì có cái vấn đề gì? Dùng cái này thì có cái gì cần phải lưu ý hay không? Một cái mẫu như thế này. Nếu như mà tôi kéo lớn lên thì sao? Kéo lớn lên thì kích thước đối tượng thay đổi. Thế nhưng mà cái gì đã? Cái tỷ lệ của cái mẫu tô này nó có thay đổi theo không? Không, đúng không? Nó vẫn giữ nguyên cái tỷ lệ đó. Ở đây chúng ta cần lưu ý có mấy cái như thế này này. Này, nếu mà can thiệp sâu thì các bạn sẽ lưu ý cho tôi có mấy cái này. Đây chúng ta cần phải cả, nếu thế thì chúng ta cần phải quay lại thêm một chút về cái phần trước nữa để bổ sung thêm một tí kẹo những cái option của phần trước. Vừa nãy là chúng ta đang nói tới cái chuyện là dùng dùng trực quan thôi. Đấy, bây giờ nếu mà chúng ta muốn dùng sâu, ví dụ Fountain Fill. Này, đến đây nhá. Những cái option này là chúng ta vừa nãy là chúng ta đã hướng dẫn cách mà xử lý rồi. Tuy nhiên là nếu mà can thiệp thật sâu thì các bạn còn có thêm mấy cái này các bạn lưu ý này. Edit Fill. Thực ra trong cái trường hợp như thế này thì tôi đánh giá là riêng về cách tô của thằng X7 nó bố trí như thế này là sẽ phức tạp hơn so với các phiên bản thấp hơn nó. Rất nhiều thứ tôi cảm thấy hài lòng ở X7 này so với các phiên bản trước, nhưng mà đối với tôi có lẽ là cũng là một phần là thói quen, thì tôi thấy là nó phức tạp hơn. Nếu như mà chúng ta làm việc với X6 đổ xuống thì chúng ta sẽ thấy là cái đám kia dễ làm hơn. Đây, bây giờ edit phim nhá, bấm vào đây nó sẽ mở ra cho bạn một cái gì, nó mở ra cho bạn một cái hộp thoại như thế này. Trong đó các bạn sẽ có nhiều tham số để các bạn xử lý, ví dụ như là transformation này, skew này, góc này, tọa độ y này. Đấy. Và bước đây, cái này mới là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước hết là tôi muốn là phóng cái này lên một chút để chúng ta sẽ quan sát nó. Đây. Bây giờ tôi mới bấm vào đây để tôi mở hộp thoại ra. Các bạn để ý nhá. Xem kỹ cái này này. Các bạn có thể làm ở đây hoặc làm trực quan. Làm ở đây thì như thế nào? Đây, kéo con trượt này. Nhá, chọn này. Chọn này. Thay màu nhá. Ví dụ đỏ này. Được chưa? Ví dụ vàng này. Ok, vậy là tôi thay màu. Tìm được chưa? Đây này, nhìn lại nhá. Chọn đối tượng này, bấm vào biểu tượng này. Edit Fill. Đấy, bấm vào nó sẽ hiện ra. Bây giờ đổi màu nhá. Đổi màu thứ hai này. Xong. Thêm màu nhá, hoặc là điều chỉnh nhá. Đây, kéo con trượt. Ưu tiên vàng này hoặc là đỏ này. Đấy, thì kéo con trượt này. Được chưa? Bây giờ thêm bớt màu này. Kích núp này. Đấy, thêm một màu này, đổi màu khác nhá. Xanh này. Đó, thêm màu nữa này. Thêm màu nữa này. Ok, như vậy là tôi thêm được màu. Bây giờ bớt nhá. Kích núp vào những màu mà tôi muốn xóa đi. Xong, vậy là thêm bớt. Thế còn cái gì cần phải lưu ý nữa không? Ví dụ góc này. Đây đang là thẳng đúng không? Một là các bạn có thể làm sao đây? Bấm trực quan vào đây và các bạn xoay góc nhá. Cửa sổ preview này, các bạn bấm trực quan và xoay góc. Hoặc các bạn có thể làm sao đây? Điền một cái góc vào đây, ví dụ 15 độ. Đây. Độ. Được chưa? Chúng ta thay đổi góc quay. Thêm nữa là gì đây ạ? Tỷ lệ hoặc là tọa độ x y.
Đấy, nó sẽ dồn vị trí. Đấy chưa? Thêm nữa là kéo xiên này. Đấy, kéo xiên màu này. Thế nhưng cái này chưa phải là những cái mà quan trọng nhất. Đây, quan trọng nhất là cái này. Bây giờ các bạn quan sát ở đây. Quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là cái cách thức mà pha trộn màu ở đây. Bây giờ tôi đang có cái điểm này sang cái điểm này là nó đang hòa với nhau ở mức độ là gì đây? 256 màu bước bước chuyển. Bây giờ nếu mà tôi tăng giảm cái này thì sao? Đây, bây giờ tôi đặt ví dụ như là 10 bước đi, các bạn xem ra cái gì? Thấy bước chuyển không ạ? Mịn thì nó sẽ để cho chúng ta ở 256 bước chuyển. Nhưng nếu mà bây giờ tôi giảm cái mức độ này đi thì nó sẽ rất thô, nó sẽ thấy rõ từng vạch từng vạch từng vạch chuyển màu một. Bây giờ tôi đặt cái này chỉ có một bước thì sao? Đây, đó, một bước hai bước đây chúng ta sẽ thấy này, ba này, thì đây sẽ là một màu nguyên này, một màu nguyên này, và đây chính là cái gì đây, màu hòa trộn giữa hai màu đấy. Cam này là 50% vàng, 50% đỏ đây. Đó, bây giờ cứ quay trở lại 256 bước gốc xịn nhá. Chúng ta sẽ xem thêm một số thứ nữa. Đây, còn cái này là cái gì? Các bạn quan sát này. Giảm này. Hoặc là gì đây? Tăng này. Thế cái này là cái gì? Cái này là cái điều khiển giữa các cái màu nó sẽ phối trộn với nhau như thế nào. Như vừa nãy tôi đã nói với các bạn là gì đây, gốc của nó là gì nhỉ? Gốc của nó là gì? Một đầu này là màu vàng nguyên, một đầu này là màu đỏ nguyên, và bắt đầu rời đi một cái là bắt đầu nó chuyển dần chuyển dần chuyển dần luôn từ màu đỏ sang màu kia. Nhưng nếu mà bây giờ tôi làm sao đây, tôi giảm tham số này đi, thì các bạn sẽ thấy cái khoảng vàng nguyên tăng lên, khoảng đỏ nguyên tăng lên, và cái đoạn mà trộn giữa hai màu này nó trở nên ngắn lại, nó ít thôi, nó tập trung vào giữa này chứ không phải bắt đầu là hòa trộn từ cái cạnh này mà hòa trộn đi. Thì đấy mới là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Đấy, là có thể chúng ta thiết lập cái giá trị màu nguyên lớn lên hay là giảm đi, và chúng ta sẽ qua đó chúng ta sẽ có cái khoảng pha trộn màu nó sẽ thay đổi đi. Đấy. Thế còn trong thực tế thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta có cái này là cái cần quan tâm. Đấy, cái bước này này. Đấy. Cái bước này là cái cần quan tâm. Khi nào mà chúng ta làm cái gì đó mà nó cần phải mịn màng thì chúng ta sẽ để nó ở mức độ là 256 bước cho nó mịn. Còn nếu như mà các bạn mà in vào cái gì đó mà nó chất lượng nó không được mịn lắm. Ví dụ tôi thiết kế để in lên trên nền bạc, tôi thiết kế để in lên trên chất liệu cát tông, thì các bạn có để cho nó mịn nó cũng chả mịn được, tại vì chúng ta đang in lên một cái bề mặt không mịn, thì tương ứng với cái bề mặt nó nhẵn lên đâu hoặc nó sần sùi đến đâu thì chúng ta ra giảm các tham số này để cho nó phù hợp. Chất cát tông bao giờ cũng là nó xù xì, nó thô mộc, thì chúng ta nên giảm bớt các cái bước đi đó, để làm sao cho cái sự chuyển màu này nó phù hợp với lại cái bề mặt. Đấy. Hoặc bây giờ chúng ta xem một cái kiểu khác nhé. Đây là tô theo kiểu là linear này. Bây giờ tròn thì có cái gì? Đây, chúng ta xem thử. Tròn thì trước hết là các bạn thấy cái số lượng option này nó cũng giống nhau thế thôi. Đấy. Nhưng quan trọng nhất là cái gì đấy? Cái XY này. Đấy là để chúng ta có thể thay đổi cái gì đấy ạ? Cái tọa độ phối màu. Bình thường là nó sẽ nằm đúng tâm. Còn ở đây khi mà tôi thay đổi cái XY này thì hoặc là tôi có thể kéo trực tiếp vào đây thì tôi sẽ dịch được cái tâm phối màu của các đối tượng. Đấy. Cái này là kiểu cũ. Đây, điều khiển này chính là điều khiển kiểu cũ từ bản X6 đổ xuống. Nhưng mà trước đây là nó sẽ hiện ra luôn.
chúng ta không cần phải tìm tòi nữa, nhưng ở bản này nó lại giấu vào trong cái nút lệnh là edit field. Đấy, chúng ta chỉnh sâu rồi chúng ta phải vào cái này. Thế còn kiểu gì nữa nhỉ? Kiểu tiếp theo nữa là kiểu nón này. Kiểu nón thì cũng liên quan tới cái này là chính thôi. Đấy. Tọa độ. À, tọa độ nằm ở đâu? Đấy, 00. Đó, tọa độ này coi như là 00. Đấy, gốc là thế. Thế bây giờ các bạn có thể là thay đổi tọa độ bằng cách là đưa chuột trực tiếp vào đây, kéo gì hoặc là thay đổi các tham số này. Đấy. Các bước này cũng có thể dùng được tương tự như vậy. Đấy. Thế đến bây giờ thì là cái option cho tôi chuyển là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta quay sang cái thằng này đi để xem là nó giúp chúng ta làm cái gì nhá. Đây là tô theo kiểu là gắn led này, gắn đèn led này, các chấm tròn này là tương tự như đèn led này. Bây giờ tôi xử lý một số thứ như sau. Ví dụ tôi làm được cái gì? Thứ nhất là cái transformation 100-100 này là cái gì? 100-100 này là cái mẫu pattern. Các bạn cứ tưởng tượng như là một cái viên gạch lát hoa ấy. Đấy, chúng ta cứ lát và đặt một viên vào, xong lại đặt viên tiếp theo, đặt viên tiếp theo. Và cái giá trị transformation này chính là kích thước của cái viên gạch. Các bạn có thể làm cho viên gạch này to hay nhỏ. Ví dụ bây giờ tôi cho nó còn 50 đi. Đây, các bạn nhìn rõ ràng cái gì đấy ạ? Rõ ràng là cái kích thước của cái mẫu tô này nó bé đi rồi, đúng không? Đây này, 200 này, tôi cho nó to lên này, đúng không? Thì các bạn cũng nhìn thấy là gì đây, cái thằng này nó cũng to lên, đúng không? Thế còn xy này chẳng qua là dịch cái tâm thôi. Cái thằng này góc quay này, ví dụ tôi cho nó 45 độ này, đấy, thì nó xoay như thế này. Cái thằng này kéo xiên này 30 độ này, đấy, thì nó kéo xiên mẫu. Thế còn tôi còn có thể làm sao đây? Dịch cái thằng này theo cái cách là dịch hàng và dịch cột. Đấy nhá, nhìn lại dịch hàng dịch cột này. Hàng này là đều nhau nhá, cột này thẳng nhau nhá. Bây giờ nếu như mà tôi chọn giữa các cái kiểu này, ví dụ như là column offset này. Đấy. Đây là kéo xiên này, đây là quay này, thì có hai cách đây. Chỉnh trực quan thì là như thế này, nhưng mà trực quan thì nó rất là khó để mà chúng ta xác nhận là cái tham số nó như thế nào. Đấy, muốn chỉnh sâu bao giờ chúng ta cũng vào đây thì chúng ta mới điều khiển tất cả mọi thứ nó đâu ở đấy được. Đấy. À, tiếp nữa này thì chúng ta sẽ có một cái dạng nữa, nó là bitmap này. À đây, pattern này đã hết chưa nhỉ? Chưa hết. Đây chúng ta lại còn phải xem thêm một số cái như thế này nhé. Đây là vector pattern này. Đây là bitmap pattern này. Cái này thì nó lấy ảnh thôi nhé. Đây là các mẫu ảnh thôi. Cái này là gì đây? Cái này là hình vẽ vector. Cái này là một mẫu ảnh được cắt ra để làm gì nhỉ? Để làm mẫu tô. Ở cái này thì nó có mấy cái điều mà các bạn cần phải lưu ý như sau. Các bạn có quyền lật ngang hay lật dọc các mẫu tô như này. Đấy, để các bạn thay đổi cái mẫu tô. Các bạn có
Radiant Blend này, rồi Linear Blend này, một số cái này là để dồn các cái mẫu theo cách khác nhau. Các bạn còn có một số các cái tùy chọn như sau: Transform Fill with Object. Đây, bây giờ chúng ta xem thử. Tốt nhất là chúng ta phải tìm một cái mẫu nào đó thì chúng ta có được, chúng ta mới giải thích được cho nó rõ nhé. Đây, ví dụ một cái mẫu như thế này. Không lấy xuống được, để tìm một cái mẫu khác nó cho phép nhé. Mẫu này có vẻ hơi khó nhỉ, chưa chọn được một cái nào dùng được. Rồi, nếu thế các bạn phải chờ tôi một. Đây là bài mà tôi sẽ yêu cầu các bạn làm. Đó, tôi yêu cầu các bạn làm. Trong đó thì chúng ta sẽ thấy là có một số kiểu tô ở đây. Làm sao để thực hiện được cái này. Thế nhưng mà trước khi mà chúng ta đụng tới cái bài này thì chúng ta cập nhật thêm một xíu cái nội dung như sau. Lệnh này là lệnh giấu một cái vật và một cái vật khác. Ở trong Corel nó gọi là Power Clip. Đấy, ví dụ tôi có một cái hình như thế này chẳng hạn. Bây giờ tôi muốn giấu nó đi vào một vật khác, ví dụ như một hình tròn như thế này chẳng hạn. Thì tôi sẽ làm như sau. Chọn cả hai cái thằng này và tôi sử dụng cái lệnh là effect này. Sử dụng một cái lệnh là lệnh này, object power clip. Đây, power clip và lệnh gì đây, place inside frame. Lệnh này thì nó sẽ nhét cái một thằng được chọn vào trong thằng kia. Đây, chọn sao này là cái vật muốn giấu này, vào object này, vào power clip này, vào place inside frame, chỉ vào cái vòng tròn thì vòng tròn này sẽ là cái vật đựng và cái thằng kia nó sẽ chui vào trong. Nó bị mất đi không? Không bị mất đi, nó chỉ là giấu vào trong một cái thứ mà bé hơn cho nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy thôi. Thế bây giờ chúng ta quan sát thử với cái lệnh như thế này nhá, cái đĩa này nhá, ví dụ thế. Bây giờ tôi sẽ làm thế nào để tôi nhét một cái vào trong cái đĩa. Tôi sẽ vẽ một cái hình gì đó. Thì đương nhiên là hình cái đĩa rồi đúng không? Đây, như thế này. Shift thu vào đây, chuột phải, hai cái thằng này exclude hoặc là cắt hoặc thế nào đó thì chúng ta sẽ có gì đây nhỉ?
một cái hình thủng này. Thế còn hình thủng này sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng gì đây? Chúng ta sẽ sử dụng cái phép tô gì đây nhỉ? Tô chuyển thế này, đúng không? Trong phương pháp này thì các bạn sẽ làm sao đây? Chèn cho tôi thêm nhiều gì đây nhỉ? Chèn cho thêm nhiều màu vào, đúng không? Xanh đỏ tím vàng gì đấy thì đây các bạn chọn đi. Đấy, thấy chưa? Mình sẽ tô kiểu như này. Đấy, hình dung qua một tí. Thế bây giờ với cách làm như thế thì bây giờ tôi muốn là các bạn thử nghiệm xem. Bây giờ tôi muốn một cái này, một cái này và một cái này. Đấy, trước tiên là thế đã. Mọi người thử nghiệm giúp tôi. Và thêm nữa, nếu có thêm nữa thì thêm cái này. Cái này thì nó sẽ nhắc lại chính một cái phần công việc mà vừa nãy chúng ta vừa mới làm đây. Và nếu thế thì bao gồm cả cái này luôn nhá, không chỉ là cái múi màu ở phía trên mà còn bao gồm cả cái gì nữa nhỉ, làm sao để vẽ được ra cái chữ này từ những hình rất là cơ bản, chúng ta cắt hàm nhân bản xoáy lập như thế nào. Đấy, nhắc lại cái bài đấy, bây giờ chúng ta có bài đã được post lên Face rồi đúng không, lấy bài đó xuống, chưa yêu cầu làm hết tất cả mọi thứ, làm cho tôi cái này cái này cái này đấy. 1 2 3 4 4 cái. Cái này đã làm được thì cái này với cái này như nhau. Không cần phải làm đến cái này. Đấy, xử lý trước cho tôi từng đấy thứ.